Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Chiếc này nó có mã là JC gạch ngang 10VXN. Đó, chiếc này là lồi 1 lít nhé, Toshiba xoong chuông. Chiếc này thì sản xuất 2017, ngoại hình của nó con này rất là đẹp, màu rất là độc và lạ. Thì các bác thấy sẽ thấy rằng xung quanh của nó là màu trắng nhé, màu trắng. Đó, xung quanh tất cả màu trắng, rất là đẹp. Đó, mặt trên là nó dạng là màu màu hơi xám phai xước ấy, dạng màu hơi xám phai xước đó. Những cái mẫu này là thiết kế của những cái mẫu đời cao bây giờ đó, thì cái màu sắc nó được cải tiến và thiết kế nó rất là hiện đại. Rồi các bác sẽ nhìn thấy rằng cái tông màu của nó nhìn nó cực kỳ là hiện đại nhé, cực kỳ là hiện đại đó. Nếu mà chiếc này mà các bác để mà trong những cái gian bếp theo phong cách hiện đại bây giờ ấy, thì nó rất là hợp, nó rất là hợp đó, hợp về màu sắc này. Cái thứ hai nữa đó là về cái chất lượng của cái dòng này ấy. Thì về cái chất lượng của nó thì nó cực kỳ là ok đó. Riêng về cái chất lượng cơm của nó ra thì nó nấu rất là ngon, riêng dòng nó rất là ngon nhé. Toshiba xoong chuông thì nó sẽ mô phỏng cái dạng niêu đất đó. Dạng kiểu cái xoong cái niêu niêu đất ngày xưa đấy các bạn. Đây, xoong chuông, các bác nhìn xoong đẹp chưa này? Nó xoong mạ vàng rất là đẹp. Đấy nha, từ trong cái phần cái lòng cảm biến trong nó còn mới tinh các bác. Đó. Đấy, các bác nhìn bên trong lòng rất là bóng đẹp. Cực kỳ là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Xoong đẹp các bác nhé, xoong con này rất là đẹp. Em sẽ giới thiệu cho các bác xem chi tiết từng ngóc ngách của con lồi này nhé. Sau đó thì em sẽ giới thiệu về một số các tính năng của cái dòng này thì nó đã được cải tiến rồi, được cải tiến khá là nhiều. Đây, lòng các bác nhìn lòng đẹp chưa? Lòng quá đẹp luôn đấy. Đó, lồi 1 lít. Xoong rất là đẹp. Toshiba xoong chuông. Đó, viền inox. Tiếp tục đến cái phần cái gioăng. Đây, áp suất bi. Gioăng các bác nhìn ok ạ. Gioăng quá đẹp. Gioăng đẹp xuất sắc. Đó. Cái này thì được mạ chống dính hai mặt này, đó, được phủ lớp chống dính hai mặt, cực kỳ là trơn. Rồi, đây các bác sẽ thấy này, phần bên trong của nó đây, giòn rất là đẹp, bên trong cực kỳ là đẹp. Chiếc này nó gọi siêu lướt này. Rồi, đó các bác thấy chưa? Một chiếc lồi cực kỳ là đẹp. Bên này nó là ghi thông số kỹ thuật của lồi nhé. Các bác sẽ thấy rằng là sử dụng điện 100V này. Công suất 1420W. 1420W nhé, màu trắng. Màu trắng quá đẹp luôn đấy. Rồi ok, ngay sau đây em sẽ đi vào một số các tính năng của lồi nhé. Và trước hết thì em sẽ zoom cái phần toàn bộ các phím chức năng đây nhé, để em giới thiệu cho các bác. Em bắt đầu ghim điện này. Đó. Ở bên này các bác sẽ thấy rằng đây là cái đèn hút chân không nhé. Đèn hút chân không khi mình nấu thì nó sẽ sáng lên. Đây, đèn hút chân không. Và cái đời cao này thì nó sẽ cải tiến, nó bỏ cái phần đèn của chế độ eco đi nhé, bỏ chế độ eco. Đầu tiên các bác vào menu. Đó, đây phím menu, đây phím tắt này. Đây phím nấu cơm này. Thì bắt đầu mình vào menu thì các bác sẽ thấy rằng cái đèn này đang nhấp nháy đỏ nhá. Nếu mà các bác nhấn nấu này. Rồi, ok. Đó. Hiện tại bây giờ nó đang ở cái chế độ nấu tiết kiệm điện, đèn hút chân không, bơm đang chạy rất là êm. Rồi, bên trái đây các bác sẽ thấy là đầu tiên nó là cái phím để vào chế độ nhanh, tức là cái này nó sẽ vào chế độ gạo lứt nhá. Gạo lứt vào chế độ nhanh thì trong đây nó sẽ có 1 2 3 4 4 chế độ nấu khác nhau. Đó. Các bác ấn một lần nữa thì đây. Ấn một lần nữa thì nó sẽ ra vào cái chế độ gọi là chế độ nấu nấu ăn gọi là chế độ nấu 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 hỗn hợp ấy. Đó. Còn phía bên phải đây. Phía bên phải này thì các bác sẽ thấy rằng là nó sẽ vào một cái chế độ nấu nữa. Đó là danh sách của những cái chế độ nấu nấu dai. Đó.
Đây thì nó sẽ có mức đây, các bác sẽ điều chỉnh mũi tên nhé, điều chỉnh mũi tên này đó. Mới đầu là lấu là cơm dạng là cơm cơm dai hơi cứng đó, vừa nó từng theo từng mức, và có một mức mà mình hay sử dụng nhất nó là ở mức trung bình này đó, và đến mức mềm này đó. Tất cả là sẽ có là 1 2 3 4 5 5 mức độ khác nhau, và thường thường mình sẽ để ở mức trung bình này nhé. Đó nấu đó là cơm gọi là dai vừa. Rồi tiếp tục ở cái menu đầu tiên là các bác sẽ thấy rằng cái mũi tên đang chỉ đây là vào chế độ chọn gạo nhá. Đây là loại gạo này, dưới phần chữ bôi đen này đó, đây là chế độ lấu đó. Và phần chế độ lấu các bác đầu tiên là đây là gạo khô, à gạo trắng này đó, gạo thường ấy, gạo không vo này, gạo lứt này đó. Đây là lấu dạng lấu nhiều nhiều hạt các bác nhé, lấu nhiều hạt này, còn lấu gạo nhiều hạt. Rồi cuối cùng là lấu với hạt chia nhé, lấu với hạt chia đó. Rồi mình thường thường thì mình chỉ lấu gạo trắng thôi, gạo trắng thì mình bắt đầu mình vào chế độ lấu này. Các bác sẽ thấy được cái mũi tên nó đang chỉ về cái phần chế độ lấu nhé. Đó đây là lấu dai vừa này. Đây chế độ đang nhấp nháy, đây là lấu tiết kiệm điện này đó. Đây chế độ lấu cháo này, lấu thường này đó, nấu cơm qua cháy này 45 phút này. Cái dòng Toshiba đẩy cao bây giờ ấy, thì cả cả những dòng Tiger một số các mã nó đều bỏ chế độ cơm cháy đi, và Toshiba thì bây giờ nó chỉ là thiết kế thêm một cái chế độ cơm cháy gọi là nấu này là cháy cháy nhẹ thôi nhá. Đó đấy chế độ lấu thường 30 phút này và lấu nhanh 20 phút này. Nó tiếp tục một chế độ nữa là 45 phút đây. Đây chế độ cơm trộn nhé. Đó, nấu cơm trộn này. Mình có thể bấm một lần menu nữa để phải trở về. Đó, nấu cơm có cháy. Và các bác sẽ thấy rằng trong phần menu này nó cũng sẽ xuống một cái phần nữa đó là cũng như ở cái vào cái chế độ trộn nhanh này nhá. Đó, nấu theo độ dai. Đó. Dai này. Tiếp tục đó, nó sẽ dai hơn nữa này, đây là ở mức trung bình này đó, và theo độ bắt đầu là mềm này và chế độ mềm nhất này. Thì ở cái chế độ cuối mềm nhất này mình có thể là nấu sôi được nhá, đó nấu nấu cơm nếp, nấu cơm nếp đó. Rồi tiếp tục phím này, các bác sẽ thấy là có số 1, số 2 đây thì nó chính là phần hẹn giờ. Hẹn giờ 1 là hẹn giờ sáng này, ví dụ tầm 6 giờ thì nó chính là 6 giờ sáng để khi tầm giờ đó là mình có cơm ăn nhé. Thì bấm vào như này thì các bác sẽ có thể điều chỉnh theo từng phút, 10 phút một này. Đó, 6 giờ 20, 6 giờ 30. Thì để mà hẹn được chức năng này thì các bác sẽ thấy rằng cái đèn đỏ đang nhấp nháy ở chế độ lấu đây. Đó, khi mình bấm thì bắt đầu cái đèn xanh này hoạt động này. Đèn xanh nó sáng lên là bắt đầu nó mới vào chế độ của nó nhé. Còn nếu đèn xanh này chưa sáng là chưa vào chế độ. Đó, tiếp tục bấm một lần nữa thì nó là giờ 2, tức là giờ tối nhé các bác nha, giờ tối. Rồi, bên này thì sẽ có là cái phím hâm cơm. Đó, đây là chế độ ủ ấm, giữ ấm. Nếu mà các bác mà cho cơm nguội và các bác ấn một lần nữa. Đó, kích nóng trong vòng 9 phút. Rồi, ngoài ra có một cái phím vào chọn chế độ nhanh này ấy, thì là nó sẽ có một cái tác dụng nữa là nó sẽ điều chỉnh cái bơm chân không, cũng như là cái chế độ ủ giữ ấm. Đó, cái này thì nó sẽ là vào cài đặt chuyên sâu. Thì theo em thì các bác hãy để nguyên nhé. À, nhà sản xuất đã cài đặt sẵn rồi. Đây, đó, đây là chế độ 11 là chế độ mặc định của bơm chân không. Mình có thể điều chỉnh, nói chung là cái này thì mình cứ để vào chế độ mặc định nhà sản xuất đã cài đặt thôi. Đó, cái thời gian hút nó khoảng tầm bao nhiêu phút đấy. Đó. Nhìn chung thì là các chế độ nó sử dụng cũng rất là đơn giản. Đó, nó cũng không có gì là quá là khó khăn. Thì thường thường mình cứ hãy cứ để chế độ trung bình này các bác nhé. Đó, nấu cơm mềm. Đó, nấu cơm mềm như này nhé. Hoặc các bác có thể chọn là cái chế độ 50 phút đây. Đó, thông thường mình sẽ nấu ở hai cái chế độ đó. Rồi, thì em đã giới thiệu đến các bác đó là chiếc Toshiba Sung Chu nhé. Đó, ngoại hình con này rất là đẹp. Đây, các bác nhìn này, trông nó còn mới tinh. Đó.
Ngoại hình con này thì quá là đẹp rồi. Đẹp xuất sắc. Kiểu dáng thiết kế cực kỳ hiện đại. Toshiba Sơn Xuông sản xuất 2017. Đó, lòng thì rất là đẹp. Giòn con này thì nó rất là xanh và mới. Rất là mới. Thì cái chiếc lồi này em đang bán với giá đó là 5 triệu nha. 5 triệu. Đó, chiếc lồi này em đang bán với giá 5 triệu. Rất hiếm khi mà có được cái màu như này các bác nhá. Cái màu này thì nó có nói là màu rất là đẹp, màu rất là đẹp. Đó. Màu này thì các bác phối màu với nội thất không gian bếp hiện đại thì nhìn cực kỳ là sang. Rồi ok. Bác nào đang xem video hãy cho một like cũng một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của em nha. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.